Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chuyên mục Đầu tư cùng Bảo Trần ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta trở lại với chương trình đầu tư và đặc biệt là đầu tư qua địa ốc với anh Bảo Trần. Thì chúng ta sẽ nghe xem anh Bảo Trần chia sẻ hôm nay có gì mới trong tình hình địa ốc cũng như đầu tư hay không. Trước hết xin chào Bảo Trần. Dạ, chào anh Hương Yên, chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, đầu tư qua địa ốc luôn luôn là một trong những đầu tư mà nhiều người Việt Nam chúng ta chọn. Người nào cũng có thể đầu tư được, không cần phải có chuyên môn, không cần phải có quá nhiều vốn và đặc biệt là không có nhiều rủi ro khi mà chúng ta sợ mất trắng tay đó. Quý vị bỏ ra 200 ngàn, quý vị đầu tư một cái nhà hàng thì quý vị ít nhất quý vị phải có nghề nấu ăn, rồi quý vị phải huy động người, phải quản lý, phải tùm lum hết. Nhưng mà nếu thua lỗ thì 200 ngàn đó có thể mất trắng. Nhưng mà hôm nay á, mà đầu tư qua địa ốc đó, thì chúng ta cái rủi ro mất trắng nó không bao giờ có. Thì hôm nay thì tiện thể mở đầu câu chuyện trong cái chương trình đầu tư thì Bảo chia sẻ một lần nữa là cái sự an toàn, những cái lợi điểm của đầu tư qua địa ốc như thế nào. Dạ vâng, thì đầu tư địa ốc có rất là 6-7 cái lợi mà em có viết trong cái cuốn sách mà 9 bí quyết sinh lợi qua địa ốc á. Thì thứ nhất á, là nói chung là trong địa ốc á, ai cũng biết á, là cái lợi là về cái giá nó sẽ tăng. Giống như cái giá trị nhà mình á, lúc mình mua 10 năm trước với 10 năm nay nó khác nhau. Cái đó là một ha, cái đó là appreciation. Rồi về thuế thì nó có depreciation, là mỗi một năm mình có quyền trừ cái tiền đó vào thuế, depreciation cái tiền thuế mình để nó giảm cái thuế đóng thuế của mình hàng năm. Có nghĩa là một số người á, nhiều lúc người ta nhận được cái income từ cái cho cái nhà mướn đó, nhưng mà người ta vẫn trừ được cái depreciation ra, thành ra người ta không có trả cái tiền lời tiền thuế trong cái thời cái điểm lời đó. Đó. Dạ dạ. Rồi cái nữa là được cái cash flow nữa anh, giống như cash flow là hàng tháng mình, nếu mà mình cái tiền mà mình vô nó nhiều hơn cái tiền mình ra thì đó là cái cash flow hàng tháng của mình, là cái đó là cái tốt của bên cái đầu tư địa ốc. Và những cái lợi mà khác nữa mà cho cái người đó, đó là leverage. Leverage có nghĩa là mình bỏ 20% ra, mình mượn được nhà băng 80%, mà mình muốn mua vàng người ta không cho mình mượn làm vậy. Mình muốn mua cái gì khác người ta không đỡ, nhưng mình muốn mở một cái tiệm phở cũng vậy, như anh nói, người ta cũng không thể cho mình mượn 80%, mình phải bỏ hết hoàn toàn. Cái đó là cái mà hay của địa ốc. Nhà băng nó rất là kỹ, nó phải coi cái nào giống như là an toàn thì nó mới cho mượn. Và cái lý do nó cho mượn ở đầu tư địa ốc mua nhà này nọ là bởi vì an toàn. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, anh Bảo Trầm có nói tới cái câu mà mượn ngân hàng 80% á. Quý vị cứ tưởng tượng rằng có ai đầu tư mà cho mình mượn tiền tới 80% không, mà lãi suất chỉ có 4% một năm. Ví dụ quý vị mua 4.5, có nghĩa là đây là cái cơ hội mà để quý vị dùng tiền của người khác để quý vị đầu tư một cách rất là chính thức và không cần phải xin xỏ, không cần phải mang nợ ai hết. Đôi khi quý vị mà mượn ai 100 ngàn, quý vị cũng phải là tới là nói chuyện tình cảm một chút mới cho mượn 100 ngàn, phải không ạ? Đâu dễ đâu. Nhưng mà khi mà quý vị mượn ngân hàng đó thì thực sự đó là trên giấy tờ. Và cái này là cái chúng tôi rất tâm đắc cái phân tích của anh Bảo Trần đó, là chúng ta dùng tiền vốn của ngân hàng để mà chúng ta đầu tư vào ngân hàng. Và quan trọng nhất là anh Bảo Trần có nói là cái tiền cash flow đó, có nghĩa là cái tiền mà quý vị lấy của người thuê đó, quý vị trả cho cái tiền lời cho ngân hàng. Có nghĩa là quý vị dùng tiền của ngân hàng, quý vị đầu tư và tiền lãi của ngân hàng đó là cái người thuê nhà trả dùng quý vị. Dạ, đúng. Nó tuyệt vời như vậy đó. Tính ra thì chúng tôi mà anh Bảo Trần có nói là sự an toàn, cho nên ngân hàng nó sẵn sàng cho mượn. Và chúng tôi thấy cũng thực sự an toàn thật đó. An toàn lắm, khi mà chúng ta cái nhà chắc có lẽ ít khi nào nó có hạ giá, mà coi cùng lắm hạ giá thì chúng ta lỗ một chút thôi chứ đâu có lỗ hết đó, phải không? Dạ. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, đó là tình hình chúng tôi nói chuyện đầu tư, nhưng mà bây giờ hỏi thêm một chút của anh Bảo Trần là tình hình mua nhà đầu tư dạo này người Việt Nam chúng ta có nhiều không? Dạ vâng, thì cũng có một số người Việt Nam của mình cũng mua nhà rồi cho mướn cũng rất là nhiều anh. Cái đó là em thấy là bắt đầu người Việt Nam mình bắt đầu thích mua nhà hơn. Em thấy người Việt Nam mình cái trend mà mua nhà cũng nhiều hơn một vài sức dân khác đó. Dạ vâng. Nhưng mà hỏi Bảo một chút là kinh nghiệm của Bảo thì bây giờ mua một cái nhà tốt đẹp hay là mua nhà cũ cũ vừa vừa để cho thuê? Dạ vâng, thì cái đó có hai cái nhóm suy nghĩ khác nhau. Thứ nhất, nếu mà mình muốn mua nhà mà để gọi là có cái cash flow tốt á, thì thường thường mình mua cái nhà cũ ở cái khu nào đó mà dễ cho mướn, giá dễ chịu, để mình có cho mướn mình có lời nhiều. Cái đó là mình nhắm vào cái cash flow hàng tháng. Có một số người á thì nhắm vào cái đầu tư là cái
appreciation là capital gain. Người ta ngó dự dạng như ở khu KD nó đang lên quá, hơn mua nhà mới một chút xíu thì mình cho mướn nó không có lời bằng cái bên kia vì cái nhưng thuế này nọ. Đầu tư vào cái chuyện mà để cho nó lên giá nhà đó. Thì người ta nghĩ là sau này vài năm nữa cái giá khu đó nó sẽ mau lên hơn là cái khu kia. Đó nó có hai cái hướng đầu tư khác nhau. Nhưng mà bây giờ ví dụ một người làm tôi có 200 ngàn để trong túi như vậy nên mua cái nhà 300 ngàn để mượn ngân hàng khoảng 100 ngàn hoặc 150 ngàn rồi cho thuê, hay là 200 ngàn đó mua cái nhà trăm mấy thôi rồi mua thành 2-3 cái. Cái câu hỏi rất là hay. Nếu mà em á, em không dám nói người nào khác, nhưng mà nếu em sẽ chọn cái option thứ hai. Thì em anh thích mua 2-3 cái hơn là một cái. Tại vì nếu một cái mà mình cái tháng đó mình không có người mướn á thì mình mất luôn nguyên một tháng đó, nhưng mình có 2-3 căn nhà, một tháng một căn không có người mướn thì có 2 căn nhà kia. Thì mình cái cash flow của mình nó stable hơn, nó đều hơn. Thì nếu mà mình chỉ muốn vào cái vấn đề là focus vô cái cash flow hàng tháng, cái tiền mà vô hàng tháng á, thì nên mua những cái nhà rẻ hơn và mình mua càng nhiều càng tốt. Vâng. Nhưng mà nói cái lợi thì cái gì nó cũng có cái điểm dở, cái mệt, cái nhức đầu của nó. Như vậy khi mà đầu tư qua địa ốc mà cho thuê nhà đó, cái mệt nhất là gì? Cái điều mà đáng chú ý mà đáng lo nhất là gì? Dạ vâng, cái điều đáng chú ý nhất là cái headache của cái người tenant đem đến cho mình là cái nhức đầu. Thì nếu mà mình chọn cái người tenant không đúng á thì cũng là một cái headache, là họ sẽ phản giống như là làm phiền đến mình, họ gọi mình cái này cái kia. Và nếu mà cái contract của mình không được tốt cho lắm á thì nó là cái một cái lỗ hở để cho họ có thể kiếm chuyện với mình. Cái đó là cái mà phiền nhất trong đầu tư cho mướn nhà. Thì nếu mà quý vị có một cái công ty mà managing cái nhà của mình mà công ty đó biết làm á thì cái nhức đầu nó sẽ đánh đỡ hơn rất là nhiều và có thể là không còn nữa. Vâng. Anh Bảo Trần có nói tới công ty management thì chúng tôi chợt nhớ ra công ty của anh Bảo Trần là công ty Predictable Management, có nghĩa là công ty giúp quý vị quản trị, quản lý những căn nhà quý vị cho thuê đó. Thì quý vị khỏi phải nhức đầu, công ty này sẽ là công ty lo hết tất tần tật mọi thứ để một quý vị khỏi phải lo. Thì bây giờ nhân tiện thể nói tới cái chuyện mà giúp cho quý vị đỡ đau đầu khi mà quý vị cho thuê nhà, hoặc quý vị có 2-3 căn nhà cho thuê, hoặc là quý vị bận bịu con cái quá, hay là đi làm, có quý vị thì kỹ sư, có quý vị là có tiệm nail, bây giờ lại deal với những cái nhức đầu của chuyện cho thuê nhà nữa. Thì bây giờ Bảo chia sẻ một chút về công ty đó, cái dịch vụ của công ty lo những cái gì, và cái ưu điểm, cái điểm mạnh của công ty quản trị những cái tài sản đó như thế nào. Dạ vâng, cảm ơn anh Yên. Thì công ty giúp cho rất là nhiều cái người thân chủ, ngay cả người Mỹ nữa, tụi em có khách hàng người Mỹ cũng nhiều lắm, là manage những cái nhà của người ta cho mướn, rồi tụi em kiếm cái người khách hàng đến, rồi tụi em review cái người khách hàng đó, cái điểm tín dụng, cái background criminal, rồi những cái giống như là lease background của người đó hồi xưa đến giờ có broken lease hay không, có bị eviction bao giờ chưa, rồi cái điểm tín dụng ra sao, việc làm như thế nào, income ổn định hay không, rồi những cái đó tụi em coi rất là kỹ. Xong hết rồi tụi em sẽ bàn với lại cái người chủ nhà là chọn cái người nào. Thì người chủ nhà tất nhiên là sẽ là người quyết định cuối cùng. Khi mà chọn cái người đó vào thì tụi em tiếp tục manage, có nghĩa là collect tiền hàng tháng dùm cho người chủ nhà, deposit thẳng cho người chủ nhà. Giống như là người chủ nhà không cần phải giống như là đầu tư, nhưng mà mình hands up, mình tập trung những cái gì đầu óc của mình, cái attention của mình cho những cái gì mình giỏi để mình tiếp tục mình làm tốt hơn. Trong khi những cái gì mà mình không có thời gian, những cái gì mà nhức đầu này thôi, mình giao cho một cái người khác để làm cho mình. Cái đó là cái cách tốt nhất để đầu tư. Nhưng mà nếu giả sử như những cái chuyện mà kêu thợ sửa, rồi là cái chỗ này hư, chỗ kia hư, thì là bên công ty là nhận cuộc điện thoại đó luôn, rồi tự điều chỉnh, tự gọi người nếu mà bên chủ nhà chấp nhận, thì như thế nào, chia sẻ thêm cái khoản. Dạ vâng. Đó là người thuê nhà cho thuê nhà là đau đầu nhất với khoản đó. Dạ vâng. Dạ, thường thường thì cái người mà chủ nhà là cho phép tụi em có quyền quyết định đến một cái mức nào đó, chẳng như nó ở trong vòng 200 đô ở lại, nếu mà tôi không có ở đây tôi không bắt máy được, Bảo cứ gọi người đến để kiểm tra, rồi giống như là làm cái đó rồi gửi cái invoice cho tôi, rồi trừ ra trong cái tiền rent next month. Thì tùy cái người chủ nhà là 200-300 đồng này nọ. Có nhiều người làm việc lâu rồi thì người ta giao cho Bảo hoàn toàn. Thì nếu mà mình lúc đầu á, cái nhà mà thường thường mà mình cho mướn á, thì tụi em có người đi đến để coi sơ cái nhà, đi vòng một cái nhà. Nếu mà mọi thứ mình tốt á, thường thường mình không có cái gì nhiều để mình phải sửa chữa hết á, trừ cái nhà quá cũ thôi. Thì nếu mà nhà quá cũ thì Bảo cũng recommend cái người chủ nhà nên làm một số việc để cho cái việc mà mình bị gọi
nó không có bị giống như là tiếp ngoài hàng tháng mà mình phải bị nhức đầu cái chuyện đó. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chúng ta nói rằng là chúng tôi đồng ý với cái quan điểm rằng là không phải là cái gì cũng dễ, nhưng mà chúng tôi cho rằng là cái chuyện cho thuê nhà, đương nhiên nếu mà quý vị làm một công việc đầu tư khác, chẳng hạn ví dụ mở một cái dịch vụ nào đó, thì quý vị phải làm cho với nó hàng ngày, đúng không? Quý vị phải tiếp khách hàng ngày, quý vị phải run cái business đó hàng ngày. Nhưng mà cái nhà thực ra là quý vị, Hưng Yên hay một số người nói rằng là ô đau đầu lắm, nhưng Hưng Yên nghĩ rằng là nó không đau đầu gì hết so với một số những cái dịch vụ. Bây giờ quý vị mở một cái business, một cái nhà hàng hay là một cái văn phòng, quý vị cũng phải deal với khách hàng mỗi ngày thì sao, đúng không? Mà trong khi cái nhà mà quý vị cho thuê đó thì quý vị deal đâu phải là cái hàng ngày đâu, lâu lâu người ta mới có vấn đề. Dạ vâng. Đó, tuy nhiên có vấn đề rồi, quý vị đã có công ty để mà phụ trách cho mà giải quyết cho quý vị rồi, cho nên chúng tôi nghĩ rằng là hình như cái này mà cũng có vẻ hấp dẫn với Hưng Yên này, coi chừng cũng nghĩ tới một cách đầu tư đó. Nhưng mà nhìn lại đó thì phải nói là đầu tư rất an toàn. Tuy nhiên có một số người nói rằng là bây giờ đó cho thuê chẳng hạn như cái nhà cho thuê một tháng 1.400. Dạ. Trừ tiền tiền mortgage, tiền ăn hàng, tiền lãi, tiền này tiền kia, chúng ta có thể lời được 700. Dạ. Ví dụ hoặc là 600 một tháng. Một năm chúng ta lời được như vậy là 7.200 hoặc là 8.000 đi. Vài năm chúng ta được 16.000, đó một khoản phải nói là rất là lợi. Chưa kể tiền nhà nó lên. Tuy nhiên một số người lại nói rằng là chúng ta lời được một năm 10.000 đi. Tuy nhiên rồi nó bụp, nó hư một cái á, lại sửa nhà kêu thợ tới sửa lại mất tới cũng 5-7 ngàn, cũng từng đó cũng không lời bao nhiêu. Thì Bảo là một người kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Bảo là cái người mà giúp đồng hương chúng ta quản trị, thì Bảo có sự phân tích và có điều gì để trấn an những người mà bắt đầu chuẩn bị cho thuê nhà, cứ nghe người này nói ra người kia nói vào, thôi đau đầu lắm, mỗi lần nó hư cái nhà cuối cùng không thấy lời bao nhiêu. Chúng tôi nghe cũng nhiều lắm, nhưng mà nhiều người thì nói như vậy nhưng mà cứ mua nhà cho thuê ùn ùn, cho nên có nghĩa là không biết là thế nào. Bây giờ người trong cuộc, người hiểu hơn ai hết thì xin phân tích. Dạ vâng, cảm ơn anh Yên. Thì có một số cái vấn đề mà những cái người mà gặp cái trường hợp đó, đó là những người có thể là họ không có chuẩn bị trước. Thứ nhất đó là em có từng có cái software mà em mới nói trên truyền hình, đó là có cái software trong công ty ở predictablemanagement.com thì trong tụi em có cái software mà để tính ra là cái cash flow hàng tháng là bao nhiêu sau khi những cái expense của mình, những cái chi phí của mình. Nếu mà mình để cho nó sát quá đó, cái cash flow mà nó cứ giống như là nó không có dư nhiều á, thì mình không nên vào cái nhà đó từ lúc ban đầu rồi. Cái đó là một số cái mà mistake mà bảo thấy của một cái người mua nhà. Cái đó là một. Cái thứ hai á, mà họ nếu mà họ đã có lời hàng tháng và họ không giống như là chẳng hạn như họ lời 7.000 một năm như anh nói vậy đi. 8.000 hoặc 10.000 năm. Dạ, 10.000 một năm đi cho chẳng ha. Cho chẳng đi. Rồi có thể là 2 năm cái người thuê nền đi ra cái nhà phải sửa lại chút xíu. Vâng. Nhưng mà không có thể nào mà sửa 20.000 được hết á. Hiếm khi nào mà phải có sửa gì 20.000. Mình chỉ sơn phết, mình làm lại cái floor sơ, ví dụ vậy, thì nó cũng là một vài ngàn. Nhưng mà 2 năm sau á, cái nhà của mình đã khác cái lúc trước rồi. Cái appreciation đó nó khác. Rồi ở đây á, có một cái vấn đề nữa là nếu mà đầu tư nhà mà chỉ mua một căn á, thì sẽ có cái chuyện hên xui. Nhưng mà nếu mà mua nhiều căn rồi đó thì không có cái xui trong chỗ nữa, cái hên không à. Nên dạ vâng. Cái việc mà lỡ mà có một căn nó bị ảnh hưởng, nó làm cho mình bị sửa căn nó 50.000, có một cái người bad tenant nó phá chút xíu, cái tiền deposit không có đủ làm gì hết. Nhưng bù lại những cái căn khác là đều tốt. Giống như là 90% cái nhà trong cái cho mướn là đều tốt, thì chỉ có 10% nó ảnh hưởng thì nó sẽ không ảnh hưởng 90% còn lại. Vâng. Quý vị cũng nghe cũng an tâm một phần nào rồi phải không ạ? Nhưng mà chúng tôi thấy xung quanh chúng tôi, bạn bè chúng tôi đó, kính thưa quý vị, nhiều người đang chuyển hướng qua cách đó. Thứ nhất là có những điểm lợi lắm quý vị, chẳng hạn như một ông chồng làm kỹ sư. Dạ. Làm hãng, một người vợ ở nhà chăm con, lo đưa đón con đi học, dạy dỗ con. Nhưng mà nếu mà người vợ ở nhà đó mà lo dạy dỗ con không thôi đó, thì thứ nhất đó là cái thu nhập gia đình nó không được phong phú. Thứ hai nữa là đôi khi cũng chán là ở chỗ là suốt ngày ở nhà có lo con, không có lo việc, chẳng hạn như vậy. Tuy nhiên nếu người vợ đó mà có 2-3 căn nhà để mà cho thuê,
thì đôi khi đây là một cái cách để cho người có một cái việc để người vợ lo một chút, dạ vâng, để mà làm. Mà chưa kể là nó là một hình thức mà nó lợi ở chỗ là có thì giờ để lo cho gia đình, lo cho con cái nữa. Mà chưa kể là một cái việc có nhiều như anh Bảo Trần phân tích đó thì rất là lợi. Và thậm chí nếu mà đỡ đau đầu quý vị giao cho một cái công ty để mà quý vị không bớt đau đầu, thì Hưng Yên nghĩ rằng là đây là cái cách mà nhiều gia đình, nhiều người mà không giàu lắm đó, dạ, kiểu như là cũng vừa vừa thôi, là chọn cái phương thức này mà đỡ khỏi mệt. Nếu mà quý vị cứ tưởng tượng quý vị mở một cái nhà hàng hay quý vị mở một cái business khác thì quý vị đâu còn thì giờ, và quý vị cũng rất là cực. Cho nên đôi khi deal với khách hàng, người cho thuê nó không thấm gì so với quý vị deal mỗi ngày với một người làm một tô phở, deal mỗi ngày với một người đi giặt cái áo, hay là deal mỗi ngày với một người khách làm bảo hiểm, vân vân và vân vân. Nó cũng có những cái vất vả riêng của nó. Cho nên cuối cùng lại thì chúng tôi nghĩ là đây là một phương án nhiều người chọn là đúng lắm. Tuy nhiên thì chúng ta phải đặt một vấn đề một chút nữa là bây giờ đó, đầu tư như vậy rồi cái xác suất mà chúng ta nảy sinh ra, chẳng hạn như chúng ta có một căn nhà, hai căn nhà rồi, và chúng ta lời để mà chúng ta mua tiếp căn nhà khác thì có khó khăn không? Là bởi vì khi mà chúng ta có nhiều căn nhà rồi thì cái nợ đó ngân hàng sẽ không cho thuê nữa. Dạ, đúng cái không? Debt to income ratio nó cao quá thì họ không cho thuê nữa. Nhưng mà có một cái nó gọi là investment, thuê theo cái kiểu mà landlord với lại investor đó. Thì nếu mà quý vị có muốn tìm hiểu thêm cái đó cứ liên lạc đến Bảo có nghĩa là chương trình đó là như thế nào? Là sau khi thường cái Fannie Mae này nọ đó thì nó chỉ cho up to 4 căn nhà thôi. Nếu mà cái lương quý vị cũng cao này đó thì thường tới đó rồi sau đó là rất là khó để có thể mượn tiền được nữa. Thì có những cái chương trình đặc biệt cho người investor sẽ giúp quý vị giống như là vẫn tiếp tục được mượn tiền để mua nhà thêm sau khi 4 căn nhà đó, mà nó không có phải conventional nữa mà nó different way. Thì có gì Bảo sẽ hướng dẫn. Dạ, vâng. Nhưng mà có một cách nữa mà chúng tôi muốn hỏi anh Bảo Trần, có nghĩa là nếu một quý vị đầu tư 2 căn nhà rồi hoặc 3 căn nhà rồi mà ngân hàng không thể cho vay được nữa thì quý vị có thể vay qua cái private lender. Dạ vâng, đúng dạ, không? Dạ đúng. Thì cái private lender của công ty của Bảo có mạnh không? Dạ cũng cái này hỏi thẳng. Cũng có rất là nhiều tụi em nói chung là làm việc một thời gian với lại một số cô chú á. Cũng có rất là nhiều cái funding để sẵn sàng nếu mà quý vị cần private lending, những người mua nhà lần đầu tiên mà không có cái điểm tín dụng hay là không thể chứng minh được lợi tức thì công ty cũng giúp rất là nhiều. Hoặc là những người mua nhà để đầu tư mà có cái phần tiền để down payment nhưng mà cũng không có show được cái lợi tức của mình, giống như là mình chủ tiệm nail, mình muốn mua mình chỉ bỏ 20-30% xuống nhưng mà mình lại không có show được cái income thì mình mượn rất là khó. Thì thay vì mình mượn private lending cho nó khỏe rồi sau này mình muốn làm cái gì đó mình trả ớt cái nhà đó nhanh xuống càng tốt, thì tụi em cũng có cái funding để giúp cho cái những người đó. Có nghĩa là công ty của Bảo là có cả một list người sẵn sàng, tiền sẵn sàng cho quý vị rồi đó, quý vị có muốn dùng thì tới lấy. Là ý là như vậy đúng không? Dạ coi như là như vậy. Dạ, kính thưa quý vị đầu tư mà có người sẵn sàng cho quý vị mượn tiền, tuy nhiên cái lãi suất nó hơi cao hơn so với khi một quý vị mượn ngân hàng. Thì đương nhiên thôi, quý vị mượn ngân hàng hết rồi, bây giờ ngân hàng không cho quý vị mượn nữa thì quý vị cũng phải chịu để nó lãi suất nó cao tí để quý vị tiếp tục để mà mua thêm nhà để quý vị có thể cho thuê. Thực ra Hưng Yên nhận thấy cho dù cái lãi suất của private lender nó có cao chăng nữa thì quý vị cho thuê nhà quý vị vẫn còn lời. Dạ vâng, chắc chắn là vậy. Có nghĩa là quý vị cho mượn lấy tiền người khác, quý vị làm private lender, quý vị không cần phải được qualify bởi ngân hàng, nhưng mà quý vị cho dù cái lãi suất nó cao quý vị cũng có lời. Dạ vâng, dạ vâng, đúng không? Dạ, miễn là mình dùng cái bài toán đó mình đánh vô mà mình cái cash flow mình vẫn còn tốt thì vẫn làm đầu tư được. Và người ta giúp quý vị để căn nhà nó lên giá là quý vị hưởng. Dạ, nhưng mà thêm một cái hay ở khi mà quý vị dùng cái private lending nó giống như là cash vậy đó, quý vị mua nhà quý vị sẽ mua rẻ hơn. Cái dù như hàng như cái nhà 150 quý vị mua 140, chưa hết là trước bắt đầu vô quý vị đã được bớt 10.000 đồng rồi, thì cái đó nó thành ra nó cũng là một cái lời của mình đó, nó là nó sau này nó là equity nó build sẵn cho mình. Dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo Trần, và chúng tôi thấy đồng hồ cũng hết giờ rồi, thì bây giờ chúng tôi tạm dừng chương trình ở đây. Và nếu quý vị nào đang có nhu cầu phải mua nhà và không được ngân hàng qualify, hoặc là quý vị đang có nhà hoặc chuẩn bị mua nhà cho thuê và cần cái công ty để giúp quý vị quản trị, điều hành, dùng những cái tài sản cho thuê cho quý vị để quý vị bớt khỏi đau đầu, bởi quý vị có nhiều thì giờ cho gia đình hoặc cho công việc hơn, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty, hoặc là quý vị có thể mua nhà, bán nhà, list nhà cũng như là cần agent để off
thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty của anh Bảo Trần để mà quý vị được thêm chi tiết cũng như được giúp đỡ, và đặc biệt là những dịch vụ quản trị căn nhà, tài sản cũng như là mua nhà bán nhà. Anh Bảo Trần có những căn nhà giá rất rẻ và chưa list trên thị trường, cho nên quý vị sẽ có những giá rất là tốt và thậm chí thấp hơn giá của thị trường. Cảm ơn anh Bảo Trần một lần nữa. Xin chào tạm biệt Bảo Trần và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.